Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thủ đô Viêng Chăn, Lào, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tiếp tục phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất trí chủ trương đầu tư cho mục tiêu quốc gia phát triển dàn quả. Học sinh Vĩnh Long sáng tạo sản phẩm quà du lịch cho vùng gốm di sản, góp phần tạo điểm nhấn, quảng bá thu hút khách du lịch. Nông dân vùng trồng khoai lang ở Bình Tân phấn khởi vì hiệu quả của mô hình quản lý bệnh thối củ, thối gốc khoai lang. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, sau lễ đón trọng thể vào trưa ngày 7 tháng 10 giờ địa phương tại Điện Élysée ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chú đáo của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Pháp dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện phù hợp với khuôn khổ hợp tác và mong muốn của cả hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron gửi lời chia buồn đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát do bão số 3 gây ra, khẳng định Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Trong không khí tin cậy và thẳng thắn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và thống nhất các phương hướng giải pháp nhằm đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Với quyết định này, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột trong hợp tác song phương, nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế. Về kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí tăng cường các khoản vay ưu đãi, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam, tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam, Liên minh châu Âu EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron nhận định Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh tế thương mại giữa hai bên, khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội Pháp thông qua Hiệp định EVIPA. Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZETB và chuyển đổi xanh. Trong chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Zéda Blasé và thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO tại thủ đô Paris. Chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện Pháp Zéda Blasé cho biết, các thượng nghị sĩ Pháp đều có tình cảm đặc biệt và lâu bền với Việt Nam, cũng như mong muốn quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa. Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Thượng viện Zéda Blasé cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò kết nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt Nam tại Thượng viện Pháp và nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp là nhịp cầu nối cho quan hệ hai nước,
đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hội nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và nền văn hóa đa dạng của Pháp. Bày tỏ vinh dự và vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trụ sở UNESCO, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đề cao sự hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam trong gần 50 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất tại UNESCO. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam với tư cách là thành viên của nhiều cơ chế quan trọng trong UNESCO sẽ tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực có trách nhiệm tại UNESCO. Trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài ở thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Mông Cổ, Ireland, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 8 đến 11 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Lào, Chủ tịch ASEAN 2024, Sonsay Sifanon. Đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Quát Chay ở thủ đô Viêng Chăn, có Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, Phasay Say Nha Sỏn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Tham dự tất cả khoảng 20 hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực. Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN, thúc đẩy quan hệ hợp tác cũng như trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Sau lễ đón tại sân bay Quát Chay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonsay Sifanon. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Lào đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, mong muốn hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên ASEAN khác nhằm duy trì, củng cố đoàn kết, đồng thuận, đảm bảo ASEAN thể hiện lập trường thống nhất về các vấn đề khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 khai mạc vào ngày mai 9 tháng 10 và các hội nghị cấp cao liên quan, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước để các hội nghị diễn ra thành công, góp phần phát huy uy tín của Lào và sự đoàn kết đồng thuận của ASEAN. Thủ tướng Lào Sonsay Sifanon nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước, cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng Sonsay Sifanon nhấn mạnh, việc hai bên quan tâm thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục hậu quả thiên tai gần đây thể hiện tình đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Thủ tướng Sonsay Sifanon khẳng định, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, triển khai hiệu quả đúng tiến độ các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp với nhiều thách thức đan xen cơ hội, hai bên nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam-Lào và Việt Nam-Lào-Campuchia. Nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia, đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sáng nay tiếp tục phiên họp thứ 38 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, phấn đấu hoàn thành một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13 đã đặt ra, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Tại phiên họp, các đại biểu nhất trí sự cần thiết chủ trương đầu tư chương trình và cho rằng việc xây dựng chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Đồng thời nhất trí với đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, thống nhất quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết. Về kinh phí thực hiện chương trình, các đại biểu cho rằng việc bố trí nguồn lực thỏa đáng là cần thiết để cụ thể hóa đầy đủ hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa. Giờ sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất, nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cán bộ hội chuyên trách, động viên chị em tiếp tục cống hiến, đóng góp cho phong trào phụ nữ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến dự. Giải thưởng dành riêng cho cán bộ hội chuyên trách đặc biệt xuất sắc tiêu biểu mang tên Nguyễn Thị Định, nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giải thưởng năm nay được trao cho 30 cán bộ hội, trong đó có 17 cán bộ ở cấp tỉnh, còn lại là cán bộ cấp huyện và cơ sở. Đây là các tấm gương cán bộ hội chuyên trách tích cực, cống hiến, sáng tạo, phát huy vai trò trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng biểu dương 102 chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tiêu biểu toàn quốc. Sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng năm 2024 và ban giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết của Thị ủy Bình Minh năm 2024, 9 tháng qua, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phát triển tích cực. Đáng chú ý là giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 14% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 2,4%. Công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách luôn được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thị xã tiếp tục ổn định. Hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố, vững mạnh. Những tháng cuối năm 2024, Thị ủy Bình Minh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng xã Mỹ Quà, Đông Bình, Đông Thành đạt nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh đối với 3 phường, để nhanh tiến độ triển khai xây dựng cụm công nghiệp Thuận An, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội ở địa phương. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2024 và đề ra chương trình công tác quý tư. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá 9 tháng năm 2024, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt các mặt công tác đạt kế hoạch đề ra. Sinh hoạt lệ cấp ủy, đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, kỷ luật kỷ cương của đảng được giữ nghiêm. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động, lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy. Lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Giờ sáng ngày hôm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũng Liêm cũng tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng năm 2024 và triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá 9 tháng qua, Huyện ủy Vũng Liêm tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp
thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 76% so với chỉ tiêu nghị quyết năm. Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 72%. Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được thực hiện khá tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đồng bộ. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng được củng cố và tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, trong những tháng cuối năm, huyện ủy Vũng Liêm cần chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tập trung hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận thị trấn Vũng Liêm đạt chuẩn đô thị loại 4, quan tâm thực hiện công tác chăm lo hộ nghèo và gia đình đối tượng diện chính sách, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, chiều nay tại hội trường tỉnh ủy Vĩnh Long, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tham gia triển lãm hơn 160 hình ảnh xoay quanh công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, các phong trào hành động của tuổi trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các đơn vị cũng trưng bày hơn 40 sản phẩm đặc trưng của đơn vị trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm mới do các bạn trẻ sáng tạo khởi nghiệp và đạt chuẩn OCOP. Thông qua hội thi nhằm khẳng định những thành tựu quan trọng của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Long trong quá trình tập hợp đoàn kết thanh niên. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tài năng, sáng tạo, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ hội viên thanh niên tiếp tục ra sức thi đua, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long qua 13 năm tổ chức thì đã trở thành sân chơi khoa học ý nghĩa cho học sinh các cấp, qua đó phát hiện nhiều nhân tố nổi bật với nhiều sản phẩm sáng tạo hữu ích cho cuộc sống. Sinh ra và lớn lên tại Dương Quốc Cốm Đỏ, huyện Mang Thít, hai học sinh trường tiểu học Nhân Phú C đã nảy ra ý tưởng làm bộ sản phẩm quà tặng du lịch của vùng Gốm Đỏ, di sản với chất liệu sẵn có, góp phần tạo điểm nhấn, quảng bá du lịch địa phương. Học lớp 3 và em nghe thông báo từ cô chủ nhiệm là sẽ thi sáng tạo thanh thiếu niên nên em đã tham gia, muốn góp một phần sức mình vì địa phương nên chúng em đã mạnh dạn lên ý tưởng sản phẩm mỹ nghệ bán ở khu du lịch đương đại, vừa phát triển được kinh tế vừa giới thiệu được nét đặc trưng độc đáo của quê hương em. Nhóm em đều được cô Mỹ Hột tận tình hướng dẫn. Khó khăn của em là tìm ý tưởng từ mô cao có thể làm ra sản phẩm gì, chọn hình ảnh toàn cảnh hay góc cảnh vì là nung để trang trí cho sản phẩm. Sản phẩm dự thi của hai em Huyễn và Quy được ban tổ chức và giám khảo đánh giá cao vì tính sáng tạo, gần gũi và phù hợp với tính năng quà tặng lưu niệm. Đây cũng là sản phẩm mang tính mới và có thể ứng dụng ngay tại các điểm du lịch, tạo sự mới lạ, thu hút du khách khi đến với Dương Quốc Gạch Gốm Mang Thít. Vinh dự đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh năm 2024, dự án này được chọn tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Với vai trò là một giáo viên mỹ thuật á, thì khi nhận thấy học trò của mình nó có những cái hứng thú, những cái sáng tạo mới lạ, tôi đã quyết tâm giúp các em bằng cách là hỗ trợ các em tham gia hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thông qua các cái bước thực hiện sản phẩm như là tìm được nguyên vật liệu, tìm hình ảnh để trang trí. Tôi muốn đưa những cái hình ảnh, những cái gì đẹp nhất của địa phương tôi để giới thiệu đến bạn bè gần xa. Tâm đắc nhất của chúng tôi là cái bộ sản phẩm quà tặng du lịch. Cái này là rất sát với địa phương và đã phát triển cho kinh tế địa phương. Đây là sản phẩm để phục vụ cho khách du lịch đến quê hương. Sản phẩm du lịch này thì rất gọn nhẹ, làm bằng chất liệu mô cao, tức là dễ chuẩn chỉnh về. Nhờ sự quan tâm, cổ vũ, động viên và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên bộ môn, thầy cô trong nhà trường, nhiều học sinh đã mạnh dạn trình bày ý tưởng,
từng bước nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao, thúc đẩy hoạt động sáng tạo khoa học trong nhà trường, góp phần vào sự đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch và đề cương khảo sát, giám sát. Theo đó, mục đích của khảo sát, giám sát nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh, quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống thất thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ công tác quyết toán dự án hoàn thành trong thực hiện đấu giá, đấu thầu, mua sắm tài sản. Qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục, kiến nghị các biện pháp giải quyết điều hành tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Sau khi khảo sát thực tế tại một số địa phương, xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân các huyện và giám sát trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, vào chiều ngày hôm nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát công tác phòng chống sạt lở bờ sông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo báo cáo, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 431 điểm vị trí sạt lở, làm mất hơn 14.918 mét bờ sông và các công trình đường giao thông nông thôn, đê bao, ảnh hưởng trực tiếp đến 112 hộ dân, trong đó có 42 hộ phải di dời nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp 23 khu vực bờ sông, kênh rạch, đê bao với chiều dài hơn 12.000 mét. Tổng thiệt hại ước tính do sạt lở và sụt lún hơn 65 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và quy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, tỉnh đã đầu tư thực hiện 10 tuyến kè kiên cố, khắc phục sạt lở bằng giải pháp kè mềm, tường rọ đá kết hợp gia cố lòng sông, gia cố tạm khoảng 200 điểm tuyến sạt lở. Tuy nhiên, kinh phí bố trí đầu tư hàng năm cho công tác ứng phó, xử lý và phòng chống sạt lở còn rất hạn chế, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với kế hoạch. Công tác dự báo về sạt lở chưa được hoàn thiện nên việc ứng phó bị động, chủ yếu tập trung cho công tác khắc phục khi đã xảy ra sạt lở. Nhận định dự thảo báo cáo sát với chương trình khảo sát, giám sát, đại biểu đề nghị các ban ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân, quy hoạch thực hiện các công trình thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn có tính căn cơ, đồng bộ, thường xuyên tổ chức rà soát, khảo sát, kiểm tra đánh giá và cảnh báo kịp thời các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, hướng đến kỷ niệm 102 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 và các ngày lễ lớn của đất nước. Sáng nay tại huyện Vũng Liêm, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức liên hoan tiếng hát nông dân lần thứ 3 năm 2024. Tham dự liên hoan có 8 đơn vị với hơn 100 cán bộ hội viên nông dân 8 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Trong thời lượng từ 20 đến 30 phút, mỗi đội sẽ biểu diễn 4 tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, ca ngợi tình yêu lao động sản xuất của giai cấp nông dân, nhân dân lao động trong thời kỳ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Lần thứ ba này thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh là quyết định đưa cái liên quan tiếng hát nông dân về với địa điểm tổ chức là tại huyện nhằm để gần gũi hơn và tạo sự lan tỏa trong hội viên nông dân, khơi dậy tinh thần văn hóa, văn nghệ đối với hội viên nông dân. Anh chị rất là đoàn kết, hăng say để tập luyện. Chúng tôi là rất là nhiệt huyết, quyết tâm và xem đây là một cuộc thi để chúng tôi để học hỏi, giao lưu. Liên quan này đã tạo được một sân chơi cho cán bộ hội viên nông dân, qua đó cũng phát huy được cái bản sắc dân tộc. Đồng thời hội viên nông dân cũng cùng nhau giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sau những ngày lao động chất giả. Liên quan tiếng hát nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 tiếp tục là sân chơi bổ ích của hội nông dân nói riêng và của phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh Vĩnh Long nói chung. Đây cũng là dịp để hội viên nông dân các cấp
phát huy tài năng sáng tạo nghệ thuật, từ đó góp phần vào phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh Vĩnh Long ngày càng phong phú, đa dạng, phát huy giá trị của văn hóa văn nghệ trong đời sống nhân dân. Mặc dù các anh, các chị, các bạn, các em đều là những người nông dân, những người tay lắm chân bùn, hôm nay họ đã mang đến cho sân khấu của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 với nhiều cái màu sắc phải nói là rất là đổi mới, với những cái tiết mục đã được dàn dựng vô cùng công phu, màu sắc rực rỡ để tạo thêm một cái chất lượng nghệ thuật cao cho cái sân khấu hội thi của Hội Nông dân lần này. Tổng kết liên quan, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho những cá nhân, tập thể có tiết mục đặc sắc. Trong đó, tập thể Hội Nông dân huyện Vũng Liêm giành được giải A tại liên quan lần này. Thưa quý vị và các bạn, bệnh thối củ thối gốc là một bệnh mới trên khoai lang. Ở thời gian qua thì do chưa có kinh nghiệm quản lý cho nên bệnh làm giảm đáng kể năng suất khoai lang của nông dân tại huyện Bình Tân. Mới đây thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng thành công mô hình quản lý dịch bệnh này theo hướng là an toàn sinh học. Nhiều năm nay, nông dân trồng khoai lang ở huyện Bình Tân gặp khó khăn trong điều trị bệnh thối củ, thối gốc. Chi phí sản xuất tăng cao nhưng việc phòng trị ít hiệu quả. Sau khi quan sát quy trình canh tác chú trọng giải pháp hữu cơ và sinh học do Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật thực hiện trên ruộng khoai lang này, các nông dân không khỏi bất ngờ với kết quả đạt được. Hạn chế rất là nhiều luôn. Cũng có chứ không phải là không, nhưng mà tỷ lệ là rất là thấp, rất là ít. Khoai nói chung là da đẹp, bóng, chất lượng. Mình sử dụng phân thuốc nó cũng giảm, thì nó lợi nhuận thì nó cao hơn. Thì so với là cái hiệu quả trong suốt cái mùa mình là sản xuất thì đến nay thì tôi thấy là cũng đạt kết quả đó. Trước kia thì mình trồng củ thì bự, củ thì nhỏ, với mà nó không có đều như bây giờ. Bây giờ thì củ nó đều, so với trước thì mình có lợi nhuận cao hơn. Mô hình quản lý bệnh thối gốc và thối củ trên cây khoai lang được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2024 tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân. Mô hình được canh tác theo hướng giảm lượng hơm giống, bón phân theo nhu cầu của cây trồng và quản lý dịch hại theo IPM và chú trọng sử dụng các loại thuốc sinh học. Nông dân tăng cường lượng phân bón hữu cơ chiếm khoảng 80% trong tổng lượng phân bón sử dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ phát sinh bệnh thối củ, thối gốc giảm rõ rệt. Tỷ lệ củ thương phẩm cũng đạt cao hơn so với đối chứng. Theo tính toán, nhờ vào việc giảm lượng phân hóa học và giảm được 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, nên chi phí đầu tư ruộng trong mô hình thấp hơn, từ đó lợi nhuận cũng cao hơn bên ngoài khoảng 2,1 triệu đồng một công. Chúng tôi sẽ xây dựng cái bộ tài liệu để mà tuyên truyền cho bà con nông dân, tăng cường công tác là tập huấn chuyển giao cho bà con nông dân nhận diện được cái bệnh này ở ngoài thực tế trên ngoài đồng, để chúng ta có cái giải pháp phòng trừ nó được tốt hơn, cũng như là áp dụng cái quy trình quản lý sức khỏe cây trồng IBHM để mà chúng ta quản lý được cái dịch bệnh cũng như là cái phát triển bền vững cái ngành hàng cây khoai lang. Khoai lang là một trong những loại cây màu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long, có thời điểm diện tích lên đến 13.000 hecta. Việc xây dựng thành công mô hình quản lý bệnh thối củ thối gốc khoai lang bằng các giải pháp thân thiện với môi trường không chỉ giúp bảo vệ năng suất, giảm chi phí đầu tư, qua đó nâng cao lợi nhuận mà còn đảm bảo sức khỏe cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Đây là mốc son lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô và đất nước. 70 năm đã trôi qua, những địa danh lịch sử gắn liền với ngày giải phóng thủ đô nay đã có nhiều thay đổi. Song vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa là biểu tượng của độc lập, của tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường. Sau đây, mời quý vị cùng đến với hình ảnh về những địa danh lịch sử gắn liền với 70 năm giải phóng thủ đô.
những địa danh gắn liền với ngày giải phóng thủ đô vẫn mãi trường tồn theo thời gian, không chỉ là nhân chứng của lịch sử mà còn phản chiếu rõ nét hành trình chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội qua thời gian. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.